Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouSports Channel. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một vấn đề được khá nhiều người quan tâm khi lựa chọn một đôi giày bóng đá. Đó chính là giữa giày cổ cao, giày cổ thấp truyền thống và giày cổ thun thấp. Thì chúng ta sẽ chọn đôi nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với những đôi giày cổ cao. Mọi người đều biết, những đôi giày cổ cao sẽ có một lớp thun được may gắn vào phần cổ giày và ôm cao lên mắt cá chân người mang. Vậy, ưu điểm của nó là gì? Những đôi giày cổ cao sẽ mang đến sự ôm chân tốt hơn, tính thẩm mỹ cao hơn. Thông thường thì phần cổ thun cao này cũng sẽ được thiết kế dính liền với phần lưỡi gà, giúp đôi giày có một sự liền lạc thống nhất, giảm thiểu sự xê dịch bàn chân bên trong. Và những cái điều đó sẽ góp phần làm giảm nguy cơ bị trật cổ chân của người mang, một loại chấn thương khá phổ biến khi chơi bóng. Ngoài ra, hiện nay, loại sân bóng phổ biến ở Việt Nam đó chính là sân cỏ nhân tạo. Và trên sân thường có rắc những hạt cao su để làm đứng cỏ và tăng độ nảy của bóng. Tuy nhiên, chúng cũng rất dễ lọt vào bên trong giày, gây sự cảm giác khó chịu, và những đôi giày cổ cao sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này. Ngoài những ưu điểm đó ra thì chúng có nhược điểm gì không? Đương nhiên là có, bởi vì không có gì hoàn hảo cả. Việc xỏ chân vào những đôi giày cổ cao thường hơi khó và mất thời gian hơn một chút so với thông thường. Ngoài ra, thiết kế ôm khít vào toàn bộ chân lên đến mắt cá sẽ khiến người mang có cảm giác bí chân, thiếu sự thông thoáng, đồng thời ảnh hưởng đến sự linh hoạt của phần cổ chân khi thực hiện các động tác di chuyển và kỹ thuật phức tạp. Tiếp theo sẽ là những đôi giày cổ thấp truyền thống mà chúng ta đã quá quen thuộc. Và hầu như những ưu điểm của giày cổ cao sẽ là nhược điểm của giày cổ thấp và ngược lại. Giày cổ thấp với lưỡi gà truyền thống cho độ ôm chân không ấn tượng bằng cổ thun cao, nhưng đảm bảo sự linh hoạt cho cổ chân và có phần thông thoáng dễ mang hơn. Tất nhiên, việc những hạt cao su lọt vào trong giày cũng là nỗi ám ảnh lớn với những đôi giày như thế này. Ở giữa hai thái cực, cấu trúc đối lập này là một kiểu giày dung hòa khá tốt những ưu và nhược điểm của cả hai. Đó chính là giày cổ thun liền nhưng không ôm lên quá cao, và chúng ta tạm gọi nó là giày cổ chung. Những mẫu giày này sẽ có nhiều sự tương đồng với giày cổ cao hơn khi so sánh với nhiều thiết kế khác, độ ôm cũng như sự bí hơi khi mang. Tuy nhiên, nó giữ cho sự linh hoạt của phần cổ chân được tối ưu hơn. Việc xỏ giày cũng khá dễ dàng, bù lại thì các hạt cao su cũng hơi dễ lọt vào giày hơn một chút so với giày cổ cao. Với những các đặc điểm vừa nêu ở trên thì theo đánh giá cá nhân của mình, một đôi giày cổ chung sẽ có sự tiện lợi và tối ưu hơn so với hai kiểu còn lại. Tuy nhiên là khi chọn một đôi giày thì các bạn sẽ không quá quan tâm đến cái điều đó, mà các bạn hãy chọn theo cái phong cách và lối chơi của mình. Ví dụ như là mình thích những pha chuyển hướng liên tục và những kỹ thuật liên quan đến cổ chân, đòi hỏi cổ chân linh hoạt, thì mình sẽ chọn một đôi giày cổ thấp truyền thống. Còn đối với những bạn mà thích một cái đôi giày có form ôm và thon cho những pha bứt tốc độ thì các bạn sẽ chọn một đôi giày cổ cao mà các bạn không quá quan tâm đến những cái yếu tố khác. Vì vậy các bạn hãy tự đánh giá lại và ngẫm lại xem mình cần những yếu tố gì nhất ở một đôi giày. Và hãy nhớ rằng một đôi giày tốt nhất chưa chắc là một đôi giày phù hợp nhất. Và vừa rồi là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay.
Nếu các bạn có ý kiến hoặc là có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Nếu thấy video hay thì các bạn hãy like và nhấn nút đăng ký kênh để cùng chúng mình đồng hành vào trong tương lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.